Đây mình hướng dẫn anh em cách nghe nhạc YouTube tắt màn hình trên điện thoại cực dễ. Đầu tiên anh em vô YouTube, anh em chọn một bài hát nào đi, chọn một bài hát bất kỳ trên YouTube. Khoan anh em chờ chút để mình kiếm bài hát nào hay hay không có bị bản quyền. Anh em chờ chút. Rồi đây. Đó, anh em nghe không? Muốn nghe tắt màn hình cái anh em bấm nút chia sẻ. Anh em bấm nút sao chép liên kết. Rồi, anh em tắt đi. Anh em thoát ra, anh em qua bên Google Chrome nè, anh em nhớ bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh. Anh em dán bát đường link nãy vô, rồi dán vô, rồi đêm đã tối trời đã khuya mình cũng bệnh mà mình gắng làm cái video cho anh em nghe. Rồi anh em vô ba kế hoạch, vô ba kế hoạch ở dưới trên cùng. Rồi anh em bấm vô nút trang web cho máy tính nè, cực dễ. Gì em tắt màn hình được rồi. Gì làm gì mà mình tắt màn hình vẫn nghe. Rồi rồi anh em tắt màn hình vẫn nghe bình thường, không hết pin. Vậy video mình ở đây kết thúc. Xin tất cả các anh em đã xem, anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ của mình. Chào.